Hôm nay mình sẽ review cho các bạn cái con máy gắn bó với mình suốt 14 năm qua. Và nó theo mình từ năm mình học lớp 3 đến bây giờ. Như tất cả mọi người đã biết thì năm lớp 3 là cái năm mình bắt đầu mình tiếp cận với cái môn tin học, và chúng ta đã biết là môn tin bắt đầu giảng dạy từ năm lớp 3. Và mình học lớp 3 năm 2008. Cấu hình máy này nó cũng thấp thôi. CPU Celeron 430. RAM là lúc đó là 1 GB. Đây, chúng ta có thể thấy ở đây 1 GB RAM. Và đây là mình giả lập riêng VMware các bạn nhé. Giả lập riêng VMware. Ổ cứng của nó là 80 GB. Một C là 37, ổ kia là 42 là 80. Cái này nó có sai số không? Coi thử là, và mình coi thử là cái máy này có làm ăn được gì hay không. Giờ một cuộc gọi thử. Ok. Quật thì nó cũng chả ăn tài nguyên là bao nhiêu. Ăn rất là ít luôn, mình làm văn bản rất là ít. Rồi mình vào thử PowerPoint thôi. Slide ví dụ mình tạo cả chục cái slide thôi coi. Nó vẫn bình thường, mình chưa nhập một tí gì nội dung vào hết. Nó vẫn chạy được. Ở đây là mình tắt arrow đi bởi vì là do cấu hình nó quá là thấp. Cho nên là mình không để arrow. Bây giờ mình vào mạng nhé. Vào mạng. Mình vào VN Express mình đọc báo. Bắt đầu có dấu hiệu lắc đác rồi. Bây giờ nó thấy là nhích lên nhích xuống. Đấy. Vào mình đọc báo thì không có vấn đề gì xảy ra. Báo vẫn load bình thường. Đây nó hạ xuống rồi, nó lót xong rồi nó hạ dần CPU xuống. Vào đọc báo thì nó không có vấn đề gì. Rất là mượt. Không có vấn đề gì xảy ra hết Rất là mượt không? Tuy nhiên mình mở tab thứ hai đi thì nó sẽ khác. Vào YouTube chẳng hạn thì nó sẽ khác. Lát rõ ràng rồi. Để mình tắt bớt một tab đi. Cái này là nếu như mình bật tab thứ hai là bao nhiêu là nó có dấu hiệu nặng rõ ràng. Ví dụ như mình mở nhạc mình nghe đi. Cho nên là mở một tab thôi. Chẳng Dấu biết hiệu ở đâu đây thật rồi. sự là ngọt ngào hay lừa dối. Đến bây giờ sau cơn mê em mới thấu ra trong tim. Toàn dối gian đã hạ đêm nay bật khóc bên cho điều người sai lầm đánh mất đi bản thân vì nhiều điều anh từng nói mình vào thử một hãy em giả cái vờ lúc quên tên em để em thứ tha cho có bản thêm một thân cách nữa vội vã là báo cho trái tim em nơi này còn đây những khát khao yêu thương đang dâng trào ngày hôm nay em phải cố gắng bước qua chẳng thể nói thứ tha mở hai tab người đi làm tim em nó có dấu hiệu rác rõ rệt, tuy nhiên thì ai gieo lâu nay nó hạ xuống. Ok, chỉ biết ở đây là mình mở hai tab nó lát nhưng mà nó lát nhẹ thôi chứ nó không có lát nặng đây, chứ ví dụ như là mình mở nhiều tab ở đây là nó bị nè, đây có dấu hiệu lên xuống đó. Ở 5 tab sẽ sinh 5 tab lock đồng thời thì nó sẽ nặng bởi vì cái máy này cũng đỡ quá lâu rồi. 5 tab ở lên một tab mình bật VTVGO, tab mình bật VNExpress, tab mình bật một cái trang web khác đi, tab mình bật trang này.
5 tab cùng lót thử xem có nặng không. Đây, nặng, rất là nặng luôn. Cái độ lát nó thể hiện rất là rõ ràng. Đây, cái độ lát là thấy rất là rõ luôn. Đây, 100%. Ăn cũng khứ khứ luôn. Thậm chí về video nó cũng không lên luôn rồi. Do đó là máy này chỉ phù hợp với lại những con máy cũ mà Celeron 430 mang G31 RAM 1GB, chỉ phù hợp với lại làm việc nhẹ nhàng. Và nếu như mà có lên mạng thì maximum tối đa là chỉ lên được 2 tab thôi chứ đừng có lên quá. Và cái con máy này nó chỉ phù hợp đối với những người mà chỉ đọc báo, nghe nhạc, làm vài công việc cơ bản như là soạn thảo văn bản hoặc slide rồi học hành online rồi này kia, chứ không có chơi game hay là mở nhiều tab đồng thời được. Và con máy này cũng thật sự thuộc dạng là lỗi thời rồi, dùng từ 2008 đến bây giờ nó cũng quá là lỗi thời rồi. Do đó là dùng chẳng qua là dùng cho vui thôi đấy. Và cái video của mình cũng đến đây là hết.